Anh ơi, review đàn piano điện từ 9 đến 11 triệu đi anh. Ok em nhé. Thì Thiện sẽ review ba cái đàn Yamaha CLB-123 giá 9 triệu, Casio BX780 11 triệu, Yamaha EDB-151 giá 11 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test âm thanh nhé. Rồi, nếu cần sự tư vấn chi tiết về cây đàn nào thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại 0936050321 tại Nhạc cụ Thiền Gian tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên Thiện có ship hàng toàn quốc và thanh toán tận nhà và có chương trình hỗ trợ trả góp. Liên hệ qua Zalo để tư vấn thêm chi tiết về hình ảnh và video nha mọi người. Ngoài ra Thiện có nhận dạy đàn piano online và offline tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe.